Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái thân máy dùng pin của hãng Desa. Thì trên bàn đây là một cái thân máy bắn vít dùng pin 18V. Trước giờ Desa nó không có ra thân anh em á. Kể từ tháng 12 2020 thì nó đã có thân rồi. Thân máy mài, máy khoan, máy cực kiếm gì đó có đủ hết ha. Thì khi anh em có nhu cầu thì liên hệ. Và đặc biệt cái giá thân nó rất là rẻ luôn. Hiện tại bây giờ giá chỉ có 840 ngàn cho cái thân máy bắn vít nha em á, 18V, có mã là ADBL02-14. Cái dòng này thì về cái thông số của nó đó thì nó sẽ ở đây nó sẽ dùng, nó có anh em quan tâm về cái lực xoắn đó ha. Về tốc tốc chậm á thì nó là 140 Nm, là tốc nhanh 175 Nm. Và đối với cái tốc quay của cái motor đó nha, số chậm là 2000 và số nhanh là 2400. Cái tốc rất là lẹ luôn ha. Nó quay nhanh hơn cả anh cậu đồ luôn. Và cái lực búa từ 0 đến 2.9 và 0 đến 3.2, trọng lượng nặng chỉ có ký 2 thôi. Wow, rẻ quá. Anh em mua thì tranh thủ mua những cái lúc mà nó mới về nha. Còn lúc sau đó thì có thể nó tăng giá hoặc như thế nào đó thì mình không biết được, hoặc là nó hết hàng. Trang bị thêm một thẻ bảo hành, một đầu vít và một cái đầu đeo. Rồi hết rồi. Đây là cái thân máy. Cái thân máy bắn vít này đây là dùng động cơ không than nha anh em. Động cơ không than, stripless đây ha. Đó, động cơ không than. Thì cơ chế này chuẩn dài ha. Thiết kế như vậy thì chúng ta rất là tiện luôn. Cái lực xoắn 175 là nó rất là mạnh nha anh em ha, rất là mạnh luôn. Thì chúng ta có thể mở ốc được ha. Đây mở ốc tới M mấy đây? 14 anh em nha, nó có thể mở ốc tới M14 luôn á. Nha, cái lực xoắn của nó đó. Ok ha. Rất là khỏe. Và thử pin ha. Ok. Thì bây giờ ở đây mình sẽ bấm chế độ nè. nó sẽ có chế độ ngắt nữa nè, ngắt nữa ha. Đây nè, chế độ ngắt nè, ông vít vô là nó tới đó là nó sẽ ngắt nha, bảo vệ nè ha. Rồi mới chế độ chậm nè, ha, slow nè, chế độ 2 nè nha. Nó có những cái chế độ nằm ở đây rất là hay luôn, và giá khá rẻ. Thực ra cái con này có 840 ngàn, nó thực sự mình quá rẻ. Đây xe cái này về cái dòng này thực sự quá rẻ, không có gì để nói. Đây em xem cái thân máy ông vít nè ha, không than mà nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Và có tóc đây luôn nha, chỉnh tóc đây luôn đó. Và cái kỳ này nó về thiết kế rất là đẹp anh em nha. Anh em nhìn nó sơn và cái độ thẩm mỹ nó khá là cao đối với con này ha. Desa mà kỳ này về những cái dòng như thế này và giá như là đẹp bẹp mấy ông kia hết. Tại vì thứ nhất mình nói về giá, về chất lượng mình nói Desa nó vẫn thương hiệu nó mạnh hơn những ông kia nha anh em đó. Desa thương hiệu nó có tiếng hơn đó, và nó định vị cái chất lượng tại thị trường Việt Nam nó lâu đời hơn. Desa Việt Nam thì mình nghĩ chắc cũng phải từ 10 năm cho lên khoảng đó anh em nha. Và nhiều anh em rất là thích ha, rất là thích xài Desa thôi. Nhưng mà tại vì cái Desa ít phát triển là do cái dòng sản phẩm nó ít ha. Nghĩa là anh em để những dòng sản phẩm của Inco Total rất là nhiều, trong một cái rổ hàng hóa nó rất là nhiều hàng hóa trong đó, nên khi mà đưa ra thị trường á, đi đâu cũng thấy ổng thì người ta sẽ biết đến nhiều đó ổng. Còn những cái ông Desa này thực ra nhìn một trên cái cảnh calo bản giá ổng không có bao nhiêu món đó, ổng ít nên tập trung vào những cái máy thôi ha, ít người biết đó. Nhưng mà kỳ này về những cái giá như thế này thì mình nghĩ ok á, có nghĩa là thời gian tới Desa sẽ phát triển rất là mạnh luôn nha. Nếu mà về như thế này, chất lượng rất là tuyệt vời ha, về giá cả và về mẫu mã, về công năng ha, đánh bẹp hết rồi nè, bảo đảm cho anh em luôn ha. Trong khi một cái thân máy bắn vít của hãng Inco mình bán tới 1,3 triệu, con này có 840, nhiều lúc bản thân mình bán hàng mình cũng không hiểu nổi luôn. Ok, không phải mình bán rẻ nha, mình bán theo catalog đàng hoàng, mình không bán rẻ. Mình nó bán catalog đàng hoàng, khi nào những ông nào đó bán mà đạp giá phá nửa thì mới gọi là rẻ nha. Mình đa phần bán theo giá catalog của hãng đề ra, của hãng đề xuất ra luôn. Bởi vì anh em biết khi mà một định một cái giá sản phẩm á, thì hãng nó định giá để cho cửa hàng bán và phát triển nha. Cửa hàng bán và phát triển, còn những anh em nào bán mà dưới giá catalog có nghĩa là cái lợi nhuận nó rất là thấp mà chỉ bán để kiếm lời dạng ít thôi, nó không phát triển được anh em. Nó có hai cái dạng thức, một bán để phát triển, hai là bán để cho nó qua ngày hoặc là qua tháng như vậy, nó hoặc là duy trì như vậy, nó sẽ khác ha, tùy theo mọi người có cái định giá hoặc nhận xét khác nhau. Ok ha. Rồi 840 ngàn cho cái thân máy bắn vít này, giờ mình giới thiệu nha, không có bắn nhiều anh em ha, nhỏ gọn, không than, khỏe
và giá rẻ nữa. Đó là những cái tiêu chí mà có là ông đề ra ông làm ra. Và trang bị, nó trang bị thêm chúng ta là một cái dây đeo nè nha, mình không hiểu dây đeo nó đeo cái gì mà nó có thêm cái gì đeo nữa. Ok, rẻ quá, 840 ngàn, anh em vội mua nha, mai thay hãng thông báo có giá lộn là thấy màu luôn rồi. Rồi, cảm ơn em đã xem video ha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.